Bệnh viện nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa là cơ sở tuyến đầu chống dịch, nơi thu dung và điều trị tích cực cho những ca bệnh COVID-19 có chuyển biến nặng trên địa bàn toàn tỉnh. Mặc dù các y bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng từ ngày 19 tháng 7 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2022 đã có 328 bệnh nhân tử vong. Đây là một nỗi mất mát rất lớn, không chỉ với thân nhân người bệnh mà còn của các y bác sĩ. Có tới 328 bệnh nhân tử vong vì COVID. Và sự ra đi đó là không có gia đình đưa tiễn. Và khi mất đi, nhân viên viện tiến hành thăm liệm, sau mời gia đình đến rồi để mà làm thủ tục chuyển ra nhà hộ táng để mà hộ táng. Thấu hiểu được nỗi mất mát đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và bệnh viện đã tổ chức khóa lễ cầu siêu với mong muốn các hương linh sớm được siêu thoát và xoa dịu nỗi đau của thân nhân các bệnh nhân không may tử vong vì COVID-19, giúp họ có thể bước tiếp. Ý nghĩa rất là lớn, bởi vì khi mà Huệ Pháp liên hệ với lại một số thân nhân á, thì người ta rất là mong mỏi, bởi vì nó mang một ý nghĩa gọi là như hàn gắn vết thương lòng cho người ở lại rất là quan trọng. Cho nên thiết nghĩ rằng Phật giáo chúng ta làm được việc này là một cái niềm an ủi rất là lớn cho thân nhân bà con, có thể là những người không phải đạo Phật cũng cảm thấy an lòng. Trong không khí trang nghiêm và thành kính, Thượng tọa Thích Giang Nghĩa, trụ trì chùa Vạn Đức, trưởng ban tổ chức đại lễ, đương vi sám chủ cùng ban kinh sư đã thực hiện nghi lễ đại chúng, mặc niệm và cầu siêu tưởng niệm cho những người đã tử vong.